Kính thưa quý khán giả, mỗi năm Tết đến, sinh viên, người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh lại khóa cửa về quê ăn Tết. Những căn nhà vắng chủ, không người trông coi lại trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp. Nếu người dân không có biện pháp bảo vệ tài sản thì sẽ có nguy cơ trắng tay khi quay trở lại sau Tết. Đây là hình ảnh thường thấy vào thời điểm cận Tết. Người người khóa cửa về quê. Các khu dân cư, khu nhà trọ vắng người ra vào. Do đó, việc các đối tượng đột nhập vào khu nhà trống là điều không quá khó khăn. Tại vì năm nay là năm dịch á, nhiều khi là cũng có một số bạn, một số họ giống như là họ không có kiếm việc làm được á, họ làm cho họ quẩn thì cũng xảy ra, dẫn đến xảy ra là mất cấp này kia, thì đó mình không có tránh khỏi được rồi. Nhưng mình cũng có nghe được vài trường hợp là bọn cướp khá là táo tợn, nghĩa là khóa cửa, cắt khóa, cắt thậm chí cắt rất là nhiều lớp khóa để vào được nhà. Mình thấy nó cũng khá là nguy hiểm. Đoạn clip được camera ghi lại toàn cảnh vụ trộm xảy ra tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Canh lúc chủ nhà về quê ăn Tết, các đối tượng đột nhập trộm xe máy và nhiều tài sản giá trị khác. Ngoài ra, tại tỉnh Đắk Lắk từng ghi nhận trường hợp gia chủ bị mất gần nửa tỷ đồng trong lúc đóng cửa về quê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sinh viên, người lao động mất trắng khi quay trở lại phòng trọ. Đã có kế hoạch về quê ăn Tết vài ngày rồi, thì cái việc mà để lại tiền nè, vàng nè, các cái vật có giá trị nhỏ gọn đó như điện thoại, laptop vân vân trong nhà là một việc làm hết sức là chủ quan, và đây cũng là một cái điều kiện rất là màu mỡ để cho các đối tượng xấu này thực hiện hành vi trộm cắp, thậm chí là có những cái hành vi nó táo bạo đến mức mà cho hãng xe tải lại trước nhà của bị hại, coi như là cuộn hết đồ trong nhà đi, rất là xem thường pháp luật và ngông nghênh. Đối với hành vi trộm cắp tài sản, Bộ luật hình sự hiện hành quy định tại điều 173 gồm 4 khung hình phạt. Thì nhẹ nhất là khung 1 được mô tả như sau: thì người nào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà cái tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc là dưới 2 triệu đồng nhưng mà được là mô tả trong khoản 1 đó, thì có thể là bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thì đối với cái giá trị tài sản tăng dần hoặc là cái tính chất mức độ nó tăng dần thì có các cái khung hình phạt tương ứng, nó tăng dần về mặt hình phạt. Tôi minh họa là cái khung 4, thì nếu mà trộm cắp tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng thì là mức hình phạt tối đa đối với hành vi này có thể lên đến 20 năm tù. Để tránh mất trộm tài sản trong thời gian về quê ăn Tết, người dân nên cẩn thận khóa cửa nhiều lớp bằng ổ khóa chống trộm, lắp đặt camera trong nhà hoặc trước khu trọ, có thể theo dõi an ninh ngay trên điện thoại, cài chuông chống trộm nếu cần thiết, mang gửi tài sản có giá trị tại nhà người thân hoặc ngân hàng, không nên chủ quan lúc vắng nhà. Trước nhà có thể treo bảng cảnh báo chó dữ hoặc nhà có cài điện xung quanh để hù dọa bọn trộm. Tình hình trộm cắp dịp Tết diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh mất bò mới lo làm chuồng.